Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện vụ án. Quý vị thân mến, vay nặng lãi, tín dụng đen vẫn đang là nguyên nhân gây ra nhiều mâu thuẫn xã hội, gây mất an ninh trật tự. Cùng với đó, không ít vụ án mạng xảy ra cũng xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa chủ nợ và con nợ. Trước đó tại Thanh Hóa, vào những ngày giáp Tết cũng đã xảy ra một trọng án. Theo đó, bị thúc giục trả nốt số tiền vay nợ trước đó, một đối tượng đã dùng gậy đánh chủ nợ tử vong. Người phụ nữ này còn bỏ xác nạn nhân vào giỏ nhựa và ném xuống hầm bioga để phi tang. Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi. Những ngày cuối năm ở vùng quê xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thật yên bình. Mọi người hối hả hoàn thiện nốt những việc còn dang dở của một năm cũ sắp qua. Hơn 19 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2022, chị Phạm Thị Tâm, sinh năm 1983, trú tại thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, vẫn chưa có mặt ở nhà để ăn tối cùng gia đình. Chị Tâm là một người phụ nữ đảm đang, bình thường không mấy khi về muộn, nhất là những ngày giáp Tết. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình chị nhờ cậy một số người hàng xóm tỏa đi khắp nơi tìm, đồng thời trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, đồng thời nhận định đây có thể là một vụ trọng án, công an xã Thạch Quảng đã điều toàn bộ lực lượng phối hợp với người nhà và nhân dân trên địa bàn cùng tích cực tìm kiếm. Xét thấy gia đình chị Tâm có quan hệ rộng, kinh tế khá giả, có thể xảy ra vấn đề bắt cóc, tống tiền, nên ngay trong đêm, công an xã Thạch Quảng đã lên danh sách hàng loạt đối tượng hình sự ma túy có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận để xác minh. Đại úy Nguyễn Văn Thân, trưởng công an xã Thạch Quảng kể: "Tiếp nhận tin báo của người nhà chị Tâm, chúng tôi lập tức triển khai lực lượng phối hợp với người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm trên diện rộng, đồng thời thông báo đến toàn thể bà con trong xã và khu vực lân cận, giáp danh để phát hiện thông tin liên quan. Qua nắm tình hình, thấy gia đình chị Tâm tương đối khá giả, có quan hệ giao dịch vay mượn tiền nong với nhiều người. Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, chúng tôi nghĩ đến khả năng đã có tội phạm xảy ra liên quan đến vụ mất tích đột ngột và bí ẩn này." Ngay trong đêm, công an đã dựng danh sách hàng chục đối tượng hình sự ma túy có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận để làm căn cứ rà soát, đồng thời báo cáo cấp trên để tiến hành điều tra sự việc. Nhiều đối tượng cộng cán đã được đưa vào tầm ngắm. Thông tin về vụ việc một người phụ nữ mất tích đầy bất thường cũng được báo cho công an huyện Thạch Thành. Địa bàn xã Thạch Quảng vốn rất yên bình, người dân hiền lành, chân chất, quanh năm làm lũ với ruộng đồng. Khi sự việc xảy ra, tin đồn lan mỗi lúc một nhanh, sức ép dư luận đặt ra với cơ quan chức năng là phải nhanh chóng tìm được tung tích nạn nhân, ổn định tình hình an ninh trật tự, tránh gây hoang mang trong nhân dân. Những giả thiết đầu tiên. Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành nhớ lại, chúng tôi bước đầu đưa ra 3 giả thiết về sự vắng mặt của chị Tâm. Thứ nhất, người phụ nữ trên có thể đi theo bạn trai. Thứ hai, do chị ta có hoạt động giao dịch dân sự tín dụng trên địa bàn nên có thể vì vay nợ hoặc mâu thuẫn mà lánh khỏi nhà một thời gian. Thứ ba, không loại trừ khả năng chị ta đã bị sát hại hoặc bị bắt giữ trái pháp luật. Toàn bộ lịch trình hoạt động của chị Tâm trong ngày 28 tháng 1 năm 2022 được dựng lại. Những người làm ăn với chị Tâm được gọi hỏi xác minh. Kết quả điều tra ban đầu nghiêng về khả năng chị Tâm bị bắt cóc hoặc bị sát hại. Do đó, Công an huyện Thạch Thành đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện chị Tâm là chủ nợ của rất nhiều người trên địa bàn. Trong đó, nổi lên là Nguyễn Thị Vuông, sinh năm 1984, trú tại thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, đã vay nợ hơn một năm với số tiền trên 100 triệu đồng nhưng chưa trả. Khi cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Thị Vuông lên để làm việc, Vuông thừa nhận có gặp chị Tâm vào ngày 28 tháng 1. Thượng tá Lê Xuân Nguyên, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kể, khi cơ quan công an triệu tập, Vuông không hề mất bình tĩnh, nhưng lời khai có những điểm mâu thuẫn. Thừa nhận có gặp chị Tâm vào ngày 28 tháng 1, nhưng Vuông lại cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin về một số người khác. Dù có dấu hiệu khả nghi, nhưng do cơ quan điều tra chưa có chứng cứ cụ thể nên đã cho chị này về. Sau lần đó, Vuông tỏ thái độ thiếu hợp tác khi cơ quan điều tra yêu cầu khám nhà, trang trại của Vuông. Khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 1, cơ quan điều tra nhận được thông tin của quần chúng nhân dân là tại khu vực nhà chị Vuông có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những dấu vết trong khu trang trại chăn nuôi. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đến hệ thống bioga được lắp đặt cuối vườn,
thì phát hiện có chỗ bị đục lỗ, nắp đã từng bị cậy lên. Xung quanh khu vực này dù sau cơn mưa khá to trước đó nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết cây cỏ bị dập nát xáo trộn. Sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, cơ quan điều tra phát hiện trong chiếc giỏ nhựa hình chữ nhật vứt dưới đáy hố bioga có thi thể người. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Tâm. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, đội trưởng đội giám định phòng kỹ thuật hình sự cho biết nạn nhân bị trói ghì và nhét trong một cái sọt nhựa, bên ngoài buộc bằng dây và phủ bạt. Qua khám nghiệm, phát hiện nạn nhân bị đa chấn thương, tập trung ở vùng đầu, mặt, cổ, thân người và tứ chi. Nguyên nhân tử vong được xác định là bị nứt hộp sọ, chấn thương sọ não. Trong phổi của chị Tâm có một ít chất lỏng, chứng tỏ sau khi bị ném xuống hố bioga, nạn nhân mới tử vong. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy vị trí hung thủ sát hại chị Tâm gần cổng trang trại, ngay vị trí cây táo. Nhưng do trời mưa, đối tượng lại dọn dẹp và xóa dấu vết nên hai lần kiểm tra trước đó mới không phát hiện được gì. Trong nhà vuông, phát hiện những đoạn dây điện trùng với loại dùng để trói nạn nhân. Trong lúc công tác khám nghiệm hiện trường đang diễn ra thì công tác củng cố thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm được triển khai song song. Một tổ đưa nghi can Vuông về trụ sở, đấu tranh xét hỏi. Các mũi khác tiến hành ra soát thu thập lời khai nhân chứng hiện trường, xác minh về các mối quan hệ của Vuông và người bị hại, triển khai ra soát trích xuất hình ảnh trong camera an ninh trên địa bàn. Chân dung tội ác. Trước những chứng cứ rành rành, Nguyễn Thị Vuông hết đường chối cãi. Thị đã phải khai nhận về hành vi sát hại chị Tâm và giấu xác dưới hầm bioga để phi tang. Theo đó, Vuông có vay của chị Tâm số tiền 158 triệu đồng, tính cả tiền gốc và lãi đến tháng 11 năm 2021 là 295 triệu đồng. Vuông đã trả cho chị Tâm 162 triệu đồng, còn lại 133 triệu đồng, nạn nhân yêu cầu Vuông đến ngày 28 tháng 1 năm 2022 phải trả nốt. Khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2022, chị Tâm đến nhà Vuông để đòi nợ. Tại đây, Vuông đã trả cho chị Tâm 100 triệu và xin nợ số tiền còn lại. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tâm tiếp tục đến nhà Vuông yêu cầu trả nốt số tiền 33 triệu đồng còn lại. Vuông xin khất nợ nhưng chị Tâm chửi bới. Giữa hai người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát với nhau. Trong cơn bực tức, Vuông cầm một đoạn gậy gỗ cạnh Vuông dài khoảng 60cm tác động vật lý nhiều phát vào đầu chị Tâm khiến nạn nhân ngã xuống đất. Tưởng chị Tâm đã chết, Vuông buộc chặt tay chân của nạn nhân rồi nhét vào sọt nhựa kéo vào giấu ở góc nhà tắm. Tiếp theo, Vuông ra khu vực phía trước nhà dọn dẹp hiện trường, đốt chiếc cậy gỗ đã dùng làm hung khí. Lo sợ bị phát hiện, đến buổi tối ngày hôm sau, Vuông đã dùng xà beng đục tường phía sau chuồng lợn rồi kéo sọt đựng xác Tâm cho xuống bể bioga để phi tang. Tự tin là sẽ không có ai có thể tìm được thi thể nạn nhân, nên Vuông khá bình tĩnh khi đối diện với các điều tra viên. Nhưng rồi bằng nghiệp vụ sắc sảo, cùng quyết tâm và nỗ lực của lực lượng phá án, chân tướng tội ác đã lộ diện chỉ trong vài ngày tiến hành điều tra. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Vuông, sinh năm 1984, trú xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, bị tuyên phạt tử hình trong phiên sơ thẩm. Vì mâu thuẫn trong vay nợ tiền bạc và một phút không kiềm chế được cơn nóng giận mà một mạng người đã bị tước đoạt, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Với những hành vi của mình, Vuông sẽ phải trả giá thích đáng trước pháp luật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.